Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2020. Đầu tiên Mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Tý từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2020. Tuần mới này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong tuần này đang phải đối mặt với hung vận khá chi là lớn. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý không thể nào phát huy được hết cái khả năng của mình. Tiền bạc vừa mới kiếm được ngày hôm trước lại ra vào ngày hôm sau và bạn tuổi tí đang bị kiếp tài làm cho u mê mù quáng đó bạn tuổi tí nhé tiểu nhân là hung tinh thiên cẩu mang tới cho bạn tuổi tí đánh mất đi cái sự cảnh giác chẳng hề kiểm chứng được những cái thông tin mà kẻ xấu bụng đưa ra làm cho bạn tuổi tí vội đổ cả đống tiền vào đầu tư kinh doanh và cuối cùng dẫn đến cái sự thất bại ê chè đó bạn tuổi tí nhé đây là bài học đắt giá cho bạn tuổi tí, bạn cần phải suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra bất cứ cái quyết định nào về tiền bạc đó bạn tuổi tí nhé. Trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi tí, cái vận trình công danh, sự nghiệp của bạn lại rất chi là may mắn khi bạn đang có được ấn quan kết hợp với nhau sẽ tạo ra cái đoàn bẩy rất lớn giúp cho bạn tuổi tí nhanh chóng tiến tới thành công hơn càng về cuối tuần cái vận trình của bạn càng hanh thông rộng mở và bạn mệnh tuổi tí nên nắm bắt lấy cái cơ hội để đạt được những cái mục tiêu mà mình đã đề ra từ trước bạn tuổi tí nhé về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi tí trong tuần mới này mọi chuyện không có quá nhiều biến chuyện với bạn các cặp đôi đang yêu vẫn cứ yêu nhau. Còn đối với những bạn đang còn độc thân thì khó tìm được một nửa ưng ý cho mình và bản thân của bạn tuổi tí cũng chưa thực sự hiểu mình cần một người như thế nào. Chị nói là yêu thôi thì chưa đủ bạn tuổi tí nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi xỉu từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2020 Xiên tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình tuần mới này bạn tuổi Sửu đang có cái báo hiệu sẽ gặp nhiều may mắn trong cái chuyện tình cảm và đặc biệt vào khoảng cái thời gian này đào hoa được khởi vượng các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Sửu cũng trở nên rất chi là thân thiết và bạn tuổi Sửu bạn có thể từ đó mà lựa chọn được đối tượng thực sự phù hợp với mình nữa đó bạn tuổi Sửu nhé. Còn về cái vận trình công danh, sự nghiệp của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này cũng khá là suôn sẻ nhưng thực chất chỉ được đầu tuần là cái thời điểm thích hợp với bạn để cho bạn mệnh tiến hành những cái công việc quan trọng và từ giữa tuần trở đi, bạn tuổi Sửu có thể liên tiếp gặp những cái rắc rối do thương quan gây ra, tinh thần của bạn đang bị sa sút nữa đó bạn tuổi xỉu nhá. Tuy nhiên với bạn tuổi xỉu bạn cũng không cần phải quá lo lắng bởi bạn cũng đang có được thiên đức là cát tinh sôi chiếu, cái điều này sẽ cải được thiện được tình hình nhanh chóng với bạn. Bạn cũng đang có được cái vận quý nhân dẫn lối trị đường cho nên, bạn tuổi xỉu, vốn bạn là người chăm chỉ, sẽ sớm tìm được cái hướng đi mới cho mình. Và bạn tuổi xỉu, bạn cần phải bình tĩnh và sáng suốt hơn trong mọi chuyện bạn tuổi xỉu nhé. Bên cạnh đó, trong cái tuần mới này, đối với bạn tuổi xỉu, bạn mệnh cũng đừng quá sốt ruột. Nếu nửa tuần trôi qua, tài lộc của bạn vẫn chưa có biến chuyện gì đáng kể và từ giữa tuần trở đi, tiền bạc sẽ ùn ùn kéo tới làm cho bạn tuổi Sửu đang có được chính tài và cả thiên tài cùng xuất hiện hứa hẹn sẽ có một tuần bội thu với bạn và bạn tuổi Sửu nhờ thế mà không lo lắng nhiều về cái chuyện tiền bạc chi tiêu nữa bạn tuổi Sửu nhé từ vi tuần mới của bạn tuổi dần từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2020 Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần khó lòng đạt được những mong muốn của mình khi mà bạn tuổi dần đang gặp hung vận lấn át cắt vận từ tình duyên cho đến công việc đều ít nhiều gặp khó khăn nhé. Hơn nữa, trong tuần mới này đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp bạch hổ hung tinh làm cho bạn đang có cái điểm báo không lành về sức khỏe và bạn tuổi dần, bạn đi đâu cũng cần phải cẩn thận, kẹo lại, gặp thương tích với mình đó bạn tuổi dần nhé. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi dần trong tuần mới này, con đường tình duyên của bạn cũng gặp trắc trở và bạn tuổi dần, bạn cứ ngỡ khó khăn đã co, tình cảm sẽ trở lại như xưa, nhưng tiếc là có nhiều thứ đã thay đổi và bạn mệnh tuổi dần cứ cố gắng để ghép nối lại cái mối quan hệ giữa hai người nhưng không có kết quả hết duyên hết nợ còn cưỡng cầu cũng không có được đâu đó bạn tuổi dần nhé đầu tuần với bạn tuổi dần là lúc mà tài khí rất chi là vượng cái điều này làm cho bạn tuổi dần kiếm tiền một cách dễ dàng dù là đối với bạn làm công ăn lương hay là đối với bạn làm nghề kinh doanh buôn bán nhé bạn tuổi dần bạn cần phải nắm bắt cái thở cơ thời cơ ngay khi gặp được thực thần chua lộc bởi về cuối tuần thì mọi sự sẽ khó khăn hơn với bạn kiếm tiền không còn thuận lợi nữa ngoài ra bạn mệnh tuổi dần cũng cần phải chú ý trong cái việc chi tiêu mỗi ngày sao cho hợp lý bạn tuổi dần nhé về cái vận trình công danh sự nghiệp của bạn tuổi dần trong tuần mới này lại không được máy xun xỉa cho lắm bởi bạn đang gặp thương quan gây họa làm cho bạn đang có cái sự sao nhã trong công việc và bạn tuổi dần bạn không thực sự chú tâm đến công việc của mình cái điều này làm cho bạn rất dễ mắc sai suốt vào cuối tuần đây là cái cơ hội để cho bạn mệnh cải thiện tình hình để lấy lòng cấp trên bạn tuổi dần nhé tử vi tuần mới của bạn tuổi Mão từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình tuần mới này bạn tuổi Mão đang khá chi là bối rối khi mà cái vận trình tình duyên của mình đang xoay chuyển theo những cái hướng làm cho bạn tuổi Mão chẳng thể nào tưởng tượng nổi đâu nhé và bạn tuổi mão bạn mệnh cứ ngờ đã nắm được trái tim của người ấy nhưng hóa ra vẫn là ảo tưởng chỉ có mình đơn phương mà thôi đợi có lẽ vì cái chuyện tình cảm không được như ý cho nên đầu tuần với bạn tuổi mão bạn khá chi là sao nhã với công việc thiếu tập trung trong công việc có thể bị cấp trên khiển trách là vì thế Thế nhưng với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp được cát tinh sôi đường, cho nên bạn nhanh chóng bắt kịp được tín đồ những cái kế hoạch mà mình đề ra, không lầm đường lạc lối nữa bạn tuổi Mão nhé. Và trong cái tuần mới này đối với Tụi Mạo, bạn tuổi Mão, bạn mệnh lại tỏa ra khá chi là quyết đoán khi bạn đang gặp được tỷ kim ở bên nâng đỡ cho bạn bạn tuổi mão bạn biết mình cần phải làm gì để đạt được cái mục tiêu đề ra và bạn tuổi mão bạn có thể mềm yếu nhưng khi cần thiết thì rất cứng cỏi và mạnh mẽ nhờ thế mà cái vận trình của bạn có được cái dấu hiệu chuyển biến tích cực tình thế sớm được xoay chuyển theo cái chiều hướng tốt đẹp hơn với mình rồi đó bạn tuổi mão nhé về cái phương diện tài lộc của bạn tuổi mạo trong tuần mới này, bạn lại đang gặp được thiên tài xuất hiện vào đầu tuần và thắp sáng hy vọng cho bạn tuổi mão về một cái khoản thu nào đó vô cùng là dồi dào. Tuy nhiên, vận may về tài lộc của bạn mệnh tuổi mão có thể chỉ nối dài đến giữa tuần, càng về cuối tuần càng có nhiều chuyện cần đến tiêu tiền nên bạn tuổi mão cần phải thận trọng nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Thìn từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là cái vận trình tuần mới này bạn tuổi Thìn có thể sẽ tận hưởng được những cái giây phút vô cùng ngọt ngào, vui vẻ của mình khi mà bạn tuổi Thìn nhận được cái sự bất ngờ đáng yêu từ người ấy dành cho bạn nhé. Với bạn Tử Thìn trong tuần mới này, đào hoa được khởi sắc, hạnh phúc ngập tràn trong mắt bạn mệnh, cái mối quan hệ này càng ngày càng nồng nàn, thấp thắm thít hơn với bạn đó. Và bạn Tử Thìn, bạn cần có kế hoạch riêng của mình trong công việc, nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra theo đúng như ý muốn của bạn. Trong cái vận trình công danh sự nghiệp của bạn Tử Thìn trong tuần mới này thăng trầm bất định tuy vẫn giữ được cái vị trí đang có nhưng cũng khá chi là vất vả bởi bạn đang gặp họa tiểu nhân thiên quan quấy phá đối với bạn tử thìn nhá Cái con đường tài lộc của bạn mệnh tuổi thìn trong cái tuần mới này lại rất chi là vượng pháp bù lại cho cái vận trình của bạn. Đây là một tuần cực kỳ là rực rỡ cho bạn mệnh tuổi thìn, cả thiên tài và chính tài đều xuất hiện cho thấy với bạn tuổi thìn đang có được cái nguồn thu nhập gia tăng nhanh chóng trên nhiều phương diện, tiền bạc rụng rịnh chi tiêu và bạn tuổi thìn, bạn có thể mua những cái món đồ tự thưởng cho bản thân mình bạn tuổi thìn nhé. Tuy nhiên, trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi thìn, bạn lại đang gặp đại hao là hung tinh xuất hiện, và nếu như bạn tử thìn, bạn bất ngờ có chuyện gì xảy ra, làm mất tiền hao của, thì bạn mệnh nên có cái kế hoạch về tài chính cho rõ ràng, hợp lý, tránh để tiền bạc tiêu vô tội vạ mà không có cái khoản tiết kiệm phòng từ cái trường hợp cấp bách xảy ra với mình bạn tử thìn nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi tỵ từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy rằng với bà tuổi Tỵ sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại, thử thách trên cái con đường công danh, sự nghiệp của mình trong tuần này. Mặc dù bà tuổi Tị trong tuần đang có được chính quan chống lưng, nhưng chỉ với cái sự nhiệt tình và lòng trách nhiệm của bạn, thì bạn tuổi tỵ bạn vẫn gặp nhiều khó khăn đó bạn nhé. Thương quan chiếu mệnh có thể sẽ gây ra những cái bất đồng trong cái quan điểm giữa bạn mệnh với đồng nghiệp dẫn đến chuyện bằng mặt nhưng không bằng lòng, làm việc thiếu hiệu quả dẫn đến trì trệ, chậm tín đỏ và nếu như bạn tuổi tỵ bạn không sớm nghĩ cách giải quyết thì rất khó có thể hoàn thành được cái công việc tốt đẹp được đó bạn tuổi tỵ nhé còn về cái phương diện tài lộc của bạn tuổi tỵ trong tuần mới này với bạn tuổi tỵ có thể sẽ kiếm được một cái khoản tiền kha khá trong tuần nhờ bạn đang gặp được cái vận quý nhân là thực thần dẫn dắt chỉ đường xuôi lối cho bạn làm cho bạn tuổi tỵ tìm thấy được cái cơ hội hiếm có với mình và bà tử tị, bạn tuổi tỵ bạn mệnh cũng nên dốc sức để cơ hội không bị ủng phí và cải thiện được cái nguồn thu nhập cho mình bạn tuổi tỵ nhé nhưng trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp tiểu hao là hung tinh nhập mệnh. Cái điều này có thể làm cho bạn tuổi Tỵ đang có vài chuyện xảy ra khiến cho bạn tốn tiền hao của. Nhưng bạn tuổi Tỵ, bạn đừng quá lo lắng bởi đó là cái chuyện xảy ra vào cuối tuần khi mà bạn mệnh đang nghỉ ngơi tận hưởng cái cuộc sống và dễ chi tiêu nhiều hơn bình thường thôi bạn tuổi Tỵ nhé. tử vi tuần mới của bạn tuổi ngọ từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ vận khí không được tốt cho lắm và bạn tuổi ngọ bạn dễ đánh mất đi cái vị trí mà mình đang nắm giữ bởi bạn đang gặp họa tiểu nhân lớn đến nguy hiểm. Tuần mới này, bà tuổi ngọ cũng đang gặp Ngũ quỷ hung tinh không phải là cái điểm báo tốt đẹp cho bạn và bạn mệnh tuổi ngọ nên cẩn trọng trong mọi việc để tránh cái sự cố không đáng cố xảy ra với mình bạn tuổi ngọ nhé. Và trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi ngọ cái con đường công danh sự nghiệp của bạn cũng không được mấy thuận lợi và bạn tuổi ngọ bạn đừng có vội tin lời người khác cái điều này làm cho bạn tuổi ngọ cần phải tin tưởng vào chính bản thân mình trước đã nhé với bạn tuổi ngọ, làm gì cũng cần phải kiểm tra cẩn thận, nếu không ở cái thời điểm này, bản mệnh cũng có thể bị gài bẫy, chơi xấu, khiến cho công sức của mình bỏ ra, nè đều uổng phí nữa đó bạn tuổi ngọ nhé. Tuần mới này đối với bạn tuổi ngọ, tiền bạc thực tế không quá túng thiếu bởi trong tuần bạn đang có được cái vận may khá chi là lớn về tài lộc với mình. Vận may sẽ còn kéo dài mãi cho tới đến cuối tuần khi gặp kiếp tài cắt đứt. Thế nhưng cũng không mấy là bao nhiêu so với cái khoản mà bạn tuổi ngọ đã kiếm được từ trước. Nhìn chung không phải lo lắng về cái phương diện tiền bạc trong tuần bạn tuổi ngọ nhé. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi ngọ trong tuần mới này là bạn mệnh không nên bốc đồng, sốc nổi, nhất là trong cái chuyện tình cảm, có thể sẽ có những cái chuyện ngoài ý muốn xảy ra với bạn. Cái điều đó khiến cho tình cảm giữa bạn tuổi ngọ và người ấy chịu tác động không mấy tích cực. Nhưng bạn cần phải bình tĩnh để có cách giải quyết ổn thỏa bạn tuổi ngọ nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi mùi. Từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là cái khuôn đường tình duyên của bạn tuổi Mùi cực kỳ là vượng sắc, các cặp vợ chồng tình cảm thì có được cái sự hài hòa, êm đẹp, những mâu thuẫn và bất đồng từ trước đó cùng tìm được cái cách để tháo gỡ không gặp phải trở ngại gì có lớn mà làm cho bạn tuổi Mùi phải lo lắng, đôi bên biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn nữa rồi đó bạn tuổi Mùi nhé. Trong tuần mới này đối với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp được thái âm xuất hiện cái điều này cho thấy vận đào hoa của bạn tuổi mùi đối với những bạn đang còn độc thân thì thực sự là lý tưởng, nhất là đối với những bạn mệnh nữ tuổi mùi. Và bạn tuổi mùi, bạn cũng có thể sẽ gặp được người trong mẫu của mình sớm. Bạn cần phải chủ động để theo đuổi nhân duyên. Hãy tận dụng cái cơ hội tốt đẹp này để thay đổi tình trạng cái mối quan hệ của mình bạn tuổi mùi nhé. Còn về cái vận trình tài lộc của bạn tuổi mùi trong tuần mới này đang có được cái dấu hiệu tăng tín. Đây cũng là cái thời điểm đáng mừng cho bạn mệnh tuổi mùi trong cái thời gian này. Giữa tuần trở đi, tài khí rẻ tụ, làm cho bạn tuổi mùi làm gì cũng có được cái cơ hội may mắn đến với mình. Thiên tài xuất hiện cho thấy với bạn tuổi mùi biết lợi dụng được thế mạnh của mình để kiếm tiền nữa rồi đoạn quan về cái phương diện công danh, sự nghiệp của bạn tuổi mùi trong tuần mới này, sự tập trung không được ổn định cho lắm. Đầu tuần, mọi sự khá chỉ là xôn xịa với bạn tuổi mùi. Xong, khi bạn gặp thiên quan xuất hiện, cái điều này lại khói lên cái mặt hồ in ả, à, khiến cho những cái kế hoạch của bạn tuổi mùi đã đề ra từ trước, khó bè mà thực hiện. Và bạn mệnh tuổi mùi cần phải chấn chỉnh lại cái thái độ làm việc để sao cho chất lượng hơn bản tuổi mùi nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi thân từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi thân, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân, bạn đang có cái điểm báo hao tiền tốn của vào đầu tuần, tuy nhiên tới cuối tuần thì cái cơ hội để cho bạn phục thù lại sẽ tới nhá. Ngay cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện làm cho với bạn tuổi thân tài lộc nhiều không kể suýt nhờ thế mà bạn mệnh không phải đắn đo hay là áp lực về cái chuyện tiền bạc với mình nữa Cái vận trình công danh sự nghiệp của bạn mệnh tuổi thân trong cái tuần mới này cũng khá chi là xôn xỉa thuận lợi khi bạn đang gặp được ấn quan tương trợ cái điều này giúp cho bạn tuổi thân có được cái cơ hội để thể hiện được cái năng lực của mình, chứng minh được bản thân mình có thể làm được nhiều việc với mức độ phức tạp và độ khó cao hơn hẳn. cái con đường thăng tín cho bạn tuổi thân rất chi là hanh thông, rộng mở nữa rồi đọc. Trong tuần mới này, đối với bạn tuổi thân, dịch mà xuất hiện, cái điều này cũng cho thấy bạn tuổi thân sẽ khá chi là vất vả khi phải đi đây đi đó theo cái yêu cầu công việc. Và bạn tuổi thân, bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi hợp lý để không bị quá sức, ảnh hưởng tới sức khỏe về lâu dài. Thể trạng của bạn của bạn có khỏe mạnh thì mới làm việc một cách tốt đẹp được bạn tuổi thân nhé quan về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong tuần mới này, đường tình duyên của bạn có phần ảm đạm. Nhắc tới tình yêu là bạn mệnh tuổi thân chẳng có chút tự tin nào và bạn tuổi thân bạn đã cố gắng rất chi là nhiều để hàn gắn cái mối quan hệ. Nhưng có lẽ cái gì đã qua thì nên để cho nó qua đi chứ không phải là níu kéo nhá. Thay vào đó là hãy biết yêu và chăm sóc bản thân của mình sao cho tốt hơn bản tuổi thân nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Dậu từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2020. Xuyên tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là về cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Dậu không được êm đẹp như ý muốn, đối với những bạn đang còn độc thân thì có nhiều cái mối lô toan mà chưa thoát ra được, vô tình bộ lợ không biết bao nhiêu nhân duyên tốt đẹp đến với mình. Còn các cặp đôi lại sinh nhiều mâu thuẫn, tranh cãi vì những cái chuyện nhỏ nhặt đời thường đó bạn tuổi giàu nhé. Còn về cái phương diện sự nghiệp của bạn tuổi giàu trong tuần mới này, bạn lại đang gặp Thái Dương nhập mệnh, có quý nhân giúp sức, cái điều này làm cho bạn mệnh tuổi dậu có thể đạt được nhiều thành công trong công việc của mình. Và bạn tuổi dậu, bản thân bạn có năng lực chỉ là đôi khi người tài mà không gặp thời. Nay có cái cơ hội tỏa sức vậy vùng và phát huy tối đa cái thế mạnh của mình hơn nữa bạn tuổi dậu nhé. Bạn tuổi dậu trong tuần mới này bạn cũng đang có được chính ấn hỗ trợ cái điều này làm cho bạn tuổi dậu bạn cống hít hết mình cho công việc, không quản ngại khó khăn, vất vả, nhờ thế mà dù có gặp thử thách nào cũng sẽ tìm được cách để hóa giải, giải quyết đâu vào đó và bạn tuổi giàu, có người, có khí chất sẽ tìm được thành công riêng cho mình nhé. Còn về cái côn đường tài lộc của bạn tuổi dậu trong tuần mới này lại không được thuận lợi cho lắm. Tuy nhiên, với bản mệnh tuổi dậu, bạn không cần chạy ngược xuôi mới có tiền trong tay và bạn tuổi dậu bạn sẽ tìm được cái cơ hội để phát tài nhanh chóng thậm chí có thể chỉ trong một hai ngày ngắn ngủi mà kiếm được tiền bằng số tiền người ta vất vả cả tuần đó bạn tuổi dậu nhé từ vi tuần mới của bạn tuổi tuất từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2020 Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất bạn đang có hung cát đan xiên, vận trình có lúc tốt, có lúc xấu, khó bề đoán định về phương diện tình cảm thì đang trên đà thăng trịn rất chi là tốt đẹp. Các cặp đôi có thể sẽ sớm đi đến những cái quyết định về hôn nhân và tử đó, bạn tuổi Tuất bạn và nữ kia đều cảm thấy đây là cái thời điểm chín mùi trong cái mối quan hệ của hai người nữa rồi bạn tuổi tuất nhé. Thái tuế nhập cục gây nhiều khó khăn trên cái con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi tuất trong cái tuần mới này. Tuy nhiên với cái sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu kiên cường, bạn mệnh tuổi tuất sẽ không khuất phục bất cứ cái điều gì tìm được chỗ đứng cho riêng mình và được mọi người xung quanh ghi nhận cái thành quả của bạn đạt được đó bạn tuổi tuất nhá chỉ có điều cái sự quấy nhiễu của hung tinh này phần nào cũng làm chậm tín đỏ của bạn tuổi tuất vì thế sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể nắm bắt được những cái cơ hội thăng tín tín trong tương lai thành công sẽ đến với bạn biết phấn đấu và không bao giờ gục ngã trước những cái thử thách trở ngại xảy ra với mình bạn tuổi tuất nhá cái con đường tài lộc của bạn tuổi tuất trong tuần mới này đang có được những cái dấu hiệu chuyển biến tích cực có thể nói đây là cái thời điểm mà bạn mệnh tuổi tuất chinh phục được thần tài khi được thần tài yêu ái cho cả về thu nhập chính và thu nhập phụ gia tăng đáng đáng kể và bạn tuổi tuất bạn không gặp vướng phải cái điều gì chỉ cần bạn dám nghĩ dám làm là có tiền về đẩy tay với mình bạn tuổi tuất nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi hợi từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình tình duyên của bạn tuổi hợi khá chi là khởi sắc. Trong cái thời điểm này, bạn tuổi hợi đang có được sao bách việt là cát tinh trợ mệnh đào hoa cho nên vốn dị khúc mắc giữa các bạn và người ấy cũng nhanh chóng được hóa giải tình cảm hòa hảo như thuở ban đầu cái mối quan hệ của bạn cũng trở nên gắn bó và khăng khít hơn đó bạn tuổi hợi nhé trong khi đó, đối với những bạn đang còn độc thân thì sẽ thấy nhân duyên khác phái của mình vượng sắc hẳn lên và bạn mệnh tuổi hợi dễ dàng thu hút được cái sự chú ý của đối phương. Vì thế mà có cả tình cảm với ai đó thì đừng có ngại ngần tấn công, chủ động kết nối cái mối quan hệ, biết đâu họ cũng cảm có cảm tình với mình thì sao đó bạn tuổi hợi nhé. Mặc dù vậy, cái con đường tài lộc của bạn mệnh tuổi hợi trong tuần mới này lại chẳng được may mắn khi mà bạn đang gặp kiếp tài ngáng trở, cái chuyện kiếm tiền với bạn trở nên khó khăn hẳn lên, trong khi đó có biết bao nhiêu chuyện cần phải chi tiêu đến tiền, tình phí cũng là một cái khoản làm cho bạn tuổi hợi phải đau đầu để xoay sở động. Còn về cái phương diện công danh, sự nghiệp của bạn tuổi hợi trong tuần mới này, có thể nói rằng đây là tuần mà những cái thử thách cho bạn tuổi hợi, bạn mệnh có nhiều cái cơ hội để đột phá. Tuy nhiên, cũng gặp không ít những cái khó khăn do tiểu nhân thiên quan quấy phá. Và bạn tuổi hợi, nếu kiên trì đến cùng thì vẫn sẽ đạt được cái thành công như mình mong muốn bạn tuổi hợi nhé. Trên đây là toàn bộ tử vi tuần mới của 12 con giáp. Mong rằng những cái sự dự báo này giúp cho bạn tuổi hợi cải thiện được cái hành trang của mình tốt nhất cho tuần mới nhé. Xin chào hẹn gặp lại.